Thưa các vị khán giả, thưa các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà ở tỉnh Công Công Chư Bư. Và thì chúng tôi coi như là lặn súng và vớt ông Thành lên. Thì ngày hôm sau hai trung đội chúng tôi đi, thì chúng tôi hôm đợt đi bọn tôi đi vòng tròn lại. Ý coi như là lúc đó thì nói đúng là khả năng là đại đội tiểu đoàn là phạt chúng tôi là chính xác hơn. Đáng lẽ là chiều hôm đó tôi đừng nghỉ, nhưng mà hôm đó vớt súng với lặn là coi như là tôi cũng lỡ rồi. Lúc đó là tôi cũng oải, tôi nhọc lắm đó. Nhưng mà tiểu đoàn với đại đội chỉ thị rồi cho tôi, ra lệnh cho chúng tôi thì chúng tôi cũng đành phải đi thôi. Nhưng mà chiều hôm đó đi á, thì chúng tôi đi vào sâu mới có 3 cây số thôi. Và cái khe đó thì cái suối, gọi là cái khe suối nhưng mà kín bờ tre xung quanh. Thì chúng tôi bắt đầu lại phát hiện được khói. Thì ở đó là giữa lính post, rồi cái tàn quân post, rồi là dân á, là người ta đại số là người ta ở từng chỗ, từng chặng một. Người ta nằm ở trong cái khu vực đó rồi. Cái khu vực quanh quanh khu vực đó thì coi như là cứ họ đốt lửa rồi là bọn tôi phát hiện được ngay rồi. Tại vì cái rừng đó cũng không dày lắm, mà dọc theo bờ suối thì có những bờ tre rậm thôi. Và cây dầu với cái cây bụi rậm rồi những cái cây gọi là cái cỏ nọc mọc trong cái rừng dầu ấy. Thì tôi nhìn xa mà tôi phát hiện được. Thì đi chưa vòng có chưa đầy 3 cây số là chúng tôi đã phát hiện được khói rồi. Thì cái cự ly mà khi chúng tôi phát hiện được á, tầm khoảng cỡ gần 1 cây số. Gần 1 cây số. Nhưng mà bọn ta phát hiện được từ xa. Thì cái thằng người Tiền Giang, tức là thằng Thắng người Tiền Giang á, bắt đầu nó phát hiện được. Nó chỉ bảo anh Sơn trước mặt có khói. Bắt đầu với anh em chúng tôi, coi như là hai trung đội chúng tôi, như là chia nhau từng mũi một, lại tiếp tục tiếp cận mục tiêu. Thì tiếp cận nó chung cũng dễ dàng thôi, cũng không khó lắm. Tại vì khi đó là địch chứ không phải là thời chiến mạnh, nên là hắn cũng không hắn chủ quan. Và bọn tôi tiếp cận rất sát. Rất sát thì vào đến đó thì thấy 4-5 cái bếp kìa. 4-5 cái bếp. Nhưng có khả năng là có khi phải đến cỡ 10-15 thằng thôi. Nhưng mà khi bọn tôi tiếp cận là có 3 thằng. Có 3 thằng. Thì thằng thì đang còn nằm ngủ. Thằng thì đang ngồi nấu cái gì đó, không biết, nhưng mà cái nồi nấu là hắn cũng như từng cái gô một, cái gô đứng cái nồi con. Thì hắn đóng cọc, hắn nấu. Nhưng mà đó là hắn đóng cọc, hắn nấu thì khi đó là có người tôi tiếp cận vào sát, hắn cũng khoảng đến 25 mét đấy. Nghĩa là thằng tôi bảo là bay vào khi nào mà tao nổ súng đầu tiên là chúng mày bắt đầu bắn và xong lên. Thì có 3 thằng thôi, thì bọn tôi vào coi như là bọn tôi bò vào thì bọn tôi bắn xong cái là bắt đầu là coi như là một thằng chết tại chỗ. Những cái thằng mà nằm ngủ đó lại bật dậy được, hắn cắp được súng. Cái thằng thấy đang nằm đó mà hắn bật dậy là hắn túm được súng. Còn hai thằng đang ngồi là bắn chết. Một thằng đang ngồi là nhân chết, với một thằng nữa là coi như là hai thằng bỏ chạy. Nhưng mà hắn đều có súng cả, tức là hắn giật được, hoặc là hắn lấy được súng là hắn chạy. Hắn chạy mà hôm đó tôi nói là cái khi mà hắn chạy á, thì coi như là hắn chạy tạt vào hướng núi, tại vì khi đó hắn gần cái chân núi. Ở đó có một cái dãy núi cũng cao, tương đối cao đó. Thì hắn chạy tạt vào cái chân núi đó. Thì cái chân núi này lại cũng là cây dầu. Hắn là rừng xưa. Hắn không phải là rừng rậm mà rừng xưa. Thì mà tôi bắt đầu lùa. Lùa thì coi như là hắn bắt đầu hắn lên đến trên khoảng cỡ chiều chiều mặt núi, tầm khoảng cỡ đến 70-80 mét. Bắt đầu bắn trả. Có hai thằng bắn dám bắn trả bọn tôi. Mà trong cái đó anh em mình là thừa thắng xông lên, coi như vừa chạy vừa bắn. Bắn không trúng nhé. Bắn không trúng. Nhưng mà cái linh quốc mà phải nói là hắn có một cái động tác luồn lách phiên chạy, phải nói là cực kỳ giỏi. Mà mình hắn đã chạy đó, thì hắn có cái kiểu chạy coi như là mình bắn không trúng. Hắn giỏi đó. Mà hắn chạy trên đất. Đúng rồi, hắn chạy trên đất coi như là dép của hắn có dép. Dép cao su hắn toàn buộc vô đây này. Rồi qua hông vấn đề này là hắn chạy. Hắn chạy thì coi như là tôi lùa nó áng áng khoảng gần cũng ngót nhất 1 cây số đấy, không ít mà. Hắn chạy lên cái tiền núi khoảng 60-70 mét thì nó bắt đầu quay lại, hắn bắn. Bắt đầu lùa hắn bắn trả. Nhưng mà hai trung đội tôi coi như là áp sát, cứ vừa đánh vừa áp sát.
thì hắn địch chân là khi đó là có mấy thằng post là hắn có một cái gọi là hắn có một cái thành núi là cái thành đá, hắn nằm để ngắm bắn nhá. Ừ, ngắm bắn đàng hoàng thực tế luôn. Thì lúc đó là coi như bọn tôi tiếp cận được khoảng cỡ 20 mét, thì thằng ông lúc đó là ông Công người Hà Nam Ninh này, ông làm trung trưởng trung đội 2. Ông bảo là mi coi như là hắn bảo ông bảo là ta phải áp sát để bắt sống. Ừ, áp sát là bắt sống. Đấy. Bắt đầu lúc đó là bắt đầu là cứ một cũng một bên bắn vô hồi, tức là bắn thu hút còn hai bên lại áp dần vào. Ừ. Thì hắn cứ bám cái thành núi này, bám cái thành đá đó, nhưng mà ở đằng sau lại trống. Đằng sau lại trống. Hắn trống, cho nên là trước mà bọn tôi phải luôn tầm khoảng khống chế tầm khoảng cỡ gần một tiếng đồng hồ. Mà có những anh sát sạt cũng khoảng 10 mét rồi. Ừ. Sát sạt cũng 10 mét. Mà hắn vẫn cứ bắn. Vẫn coi như là hắn ra hắn bắn tỉa, như bọn nó bảo có dạng là lính cựu đó. Tại là thấy hắn bắn có viên một thôi. Bắn có viên một thôi. Bắn điểm xạ viên một. Đấy, cho nên là hắn cứ tắc phát là coi như là mình. Lúc đó là tôi nghĩ là cũng nghe kến nữa. Tại vì rằng cái rừng, cái cây xưa đó, thì hắn lại cũng không có cây to mấy. Cây hắn chỉ cũng khoảng cỡ đường kính 20, 25, 30 phân thôi. Đấy, thì tiếp cận vô tôi bảo các đồng chí là phải cẩn thận. Đừng chủ quan. Mà coi như là khi tôi bắt đầu đánh vỗ mặt lên với một mũi của tôi đánh bên đây, thì ông Công bên đây ông gọi là ông luồn ông ập xuống này, ông ập xuống. Tôi thấy ông Công cứ vẫy vẫy này, ý là lên định chụp sống, ý là còn mình phải bắn nhiều vô. Thì coi như là ông Công cách khoảng đến 15 mét. Tôi tự nhiên tôi thấy mình cứ rầm một cái, coi như hắn rút lựu đạn, hắn ném về hướng ông Công này. Đấy. Thì ông Công bị thương nhẹ rồi, ông bị vô tay này, mình nhớ vô tay này. Bắt đầu là mũi ông Công là ông không im tiếng súng nữa, bắt đầu ông nổ ran của tôi, như đây cũng bắn ran thì khi tôi tiếp cận được mục tiêu đó, thì hai thằng chết nữa. Đấy. Thì ngày hôm đó là coi như là chúng tôi coi như là lập được chiến công. Về coi như là lại đội với tiểu đoàn coi như là lại chúc mừng. Thì coi như là ông công bảo hôm nay hình như là mình đi trục tội. Thì cái ngày hôm đó bọn tôi xong thì bọn tôi trở về tiểu đoàn khoái lắm, sung sướng lắm. Thì ngày hôm sau thì tiếp tục bọn tôi lại bắt đầu đi coi như là ở công môn chi bư á. Khi bọn tôi ở lên công môn chi bư là ngày nào chúng tôi cũng đi lùng sổng kết, coi như không tôi nghĩ, tức là thì làm sao chúng tôi lại đi tiếp. Thì hôm đó thì đi phải đến tầm 3 giờ chiều là đang rút về, tức là đi vô đến chân núi rồi lại quay ra cái đi vòng vào đó, thì đến 3 giờ chiều để đang rút về. Thì hôm đó lại gặp dân, ngày hôm đó gặp dân mà gặp một tốp khoảng bảy người. Thì hôm đó là chỉ có hai ông con trai thôi, mà lại toàn con gái không. Bà già không có, con gái cỡ tuổi khoảng cỡ 25-30 tuổi ước. Thì bắt đầu là bọn tôi gặp phát, bọn tôi tổ chức vây lại đánh. Thì thằng Công bảo là bay cái bọn thì hình như cũng súng đạn là liền ta bắt sống đi. Liền bắt sống đi. Bắt đầu là bọn tôi vây tròn bọn tôi áp vào coi như là cái thằng mà người ở hắn người ở Tiền Giang, nhưng mà hắn biết tiếng Khmer, tiếng Campuchia. Đấy, hắn hô đầu hàng. Đấy, hắn hô đầu hàng. Thì coi như hô đầu hàng, hắn vừa hô xong cái là cả mấy người họ quỳ xuống rồi bắt đầu hắn lại. Hắn lại thì coi như là lên bắt sống thì lúc đó coi như là nói thôi. Là con trai mà, ai mà cho thấy gái mà không thích. Túm tụm lại thì có một thằng hắn biết tiếng Khmer thôi. Thì bắt đầu là mình thì nói tiếng Việt Nam cứ ngớ không biết gì cả, những cái thằng Khmer đó
là hắn nói tiếng Cầm là hắn cứ mấy đơn gái coi như là hắn cứ hướng về coi như hướng về cái thằng Khmer, cái thằng biết tiếng Khmer thôi. Anh Nguyễn Nghị Hà Nam Đình này, hắn bảo mẹ cái thằng đi mẹ bảy tám đứa con gái mà cùng mấy cô có toàn súng lại hàng công mà nó nói chuyện nó khác gì nó vịt nhà sấm. Nhưng mà bảo cho là nói thằng đó bảo, bây giờ thế này này, tao lại tao tán gái tao lại tao tán gái nhưng mà mày phiên dịch cho tao. Hắn hiền lắm, tại vì hắn súng đạn gì cả mà họ cứ quỳ, hắn cứ quỳ xuống lại mình thôi. Thì dẫn ra nhưng mà hôm đó chỉ có hai thằng con trai thôi, mấy đứa con gái toàn con gái mà gái cỡ lống lống không đó, chứ không có người già, không có trẻ con mà. Nhưng mà cũng nghi là lính, nghi là lính. Nhưng mà lại không có súng. Lại không có súng mà quần áo đen hết. Thì bắt đầu với lại bắt đầu chuyển về, mà hôm đó là từ 3 giờ chiều mà có chuyển về đến đại đội là chập tối. Chập tối thì cái hôm đó là nói chính xác là mấy cái đứa đó là không muốn đi. Hắn lại không muốn đi. Hắn ý là coi như là hắn muốn ở lại với lính mình. Hắn ở lại với lính mình thôi. Như là đại đội bảo thôi, bay giao lên cho tiểu đoàn đi. Thì cứ từ đại đội thôi mà xuống đến tiểu đoàn những 13 cây số thôi, xuống đến chỗ cái kho đạn với hai con voi bên dưới đó. Tại bọn tôi nằm trên cầu sắt mà. Đấy, thì hôm đó là tiểu đoàn là bắt đầu là bắt bọn tôi lại một phát đưa xuống tiểu đoàn. Mãi đến tầm khoảng đến 9-10 giờ đêm mới về. 9-10 giờ đêm mới về bắt đầu mới được ăn cơm. Như công nhận là mấy cô đó là đẹp. Tại vì người ta ở trong rừng nhưng mà được trau chuốt là nhìn thấy đẹp lắm đó. Tại vì người ta đang trẻ lắm. Đang trẻ mà nhìn có duyên lắm. Tóc cắt ngang vai này, mà cái đôi mắt nhất đôi mắt của hắn mình rất là dễ thương, cái đôi mắt của người Campuchia đó. Đấy. Nhưng mà cái nước da của họ là hắn dầm mưa dãi nắng trang nắng đó. Người ta chỉ có cái khăn người ta quấn trên đầu này, người ta không có nón mũ người ta che nắng như mình đâu. Đấy. Nhưng mà mấy đứa là rất là dễ thương, mà một tụm nó là thanh niên, gọi là thanh niên không. Về đến nhà là coi như là anh em là cứ ngồi xó xiên lẫn nhau. Đấy. Như nói thật với các bạn là lính mình á thiếu thốn nhá, thiếu thốn rồi là coi như là thấy gái á là chọc kẹo động chạm không dám động chạm, tại vì hắn chọc kẹo hắn có cái bất đồng của hắn, bất đồng tức là hắn bất đồng về ngôn ngữ. Mà cũng lính mình thì cũng có biết tiếng Khmer đó, tại vì những cái ông mà ở cái miền Tây á mà giáp với biên giới á, là thường thường người ta sống chung với người Khmer. Người ta biết, có những người là người ta biết hết luôn. Nhưng mà tôi thì đi cũng được học, nói chính xác cũng được học, nhưng mà học có lơ sơ vài câu thôi, gọi là để nói thôi, chứ còn thực tế mà con cụ thể là đi tán gái là không tán, để gây cảm xúc là không thể tán được. Thì tỉnh Cô Mông Chư Bư á, thì địch rất là yếu, và chỉ có tàn quân coi như là ở các tỉnh khác, ở ví dụ mặt trận Tà Keo hoặc là các mặt trận khác coi như là nó dồn để đó, cũng tương đối đông. Thì ngày hôm nay tôi kể tiếp cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà chúng tôi đụng địch khoảng 50-60 tên tốt. Thì hôm nay chúng tôi đi á, thì cả đại đội và có cả đại trưởng, cả chính trị viên đi nữa, và mang cả máy bộ đàm đi nữa. Là máy 2W, đại cấp đại đội là nó có máy 2W. Thì cái trên đường chúng tôi hành quân là đi bằng trong 3 ngày. Tức là gạo, lương khô, gạo sấy thì là chúng tôi đi thành 3 ngày. Thì ngày đầu đi thì chỉ đụng dân, một số dân lẻ tẻ rồi chúng tôi chỉ đường cho dân ra. Ngày thì đi hết ngày hôm đó thì sang đêm là chúng tôi ngủ tại rừng, không về đơn vị. Sang ngày thứ hai chúng tôi lại tiếp tục hành quân tiếp. Thì ngày thứ hai hành quân tiếp thì trong ngày thứ hai là khoảng 8 giờ là chúng tôi đụng địch. Cái tình trạng đụng địch như thế này, đi thành hàng dọc. Thì cái người dẫn đường, cái đoạn đi đầu, tức là mở đường đi đầu, là phát hiện dừa với cây thốt nốt và một cái phum ở trong rừng. Một cái phum ở trong rừng. Cái phum đó thì cái diện tích hắn cũng không rộng lắm đâu. Thì bắt đầu là khi đó là đại đội cho dừng quân lại và cho một
hai mỗi trung đội hai người vào đi thẳng vào trinh sát, chia nhỏ từng mũi vào trinh sát. Thì vào trinh sát thì coi phát hiện được cái tốp trinh sát phát hiện được là có post ở trong trong khu phum đó, thì ra báo cáo lại. Báo cáo là thì lúc đó coi như là ông bé ba, ông bảo là bây giờ ba thằng trung trưởng đi với tao vào đích thân coi như là kiểm tra lại có chính xác không, cái thứ hai là địch nó như thế nào, thì bắt đầu rút ra bố trí lại quân với đánh được. Thì khi chúng tôi bò vào thì vào sát phum luôn, bí mật bò vào sát phum ba ông trung trưởng, thì trong đó có tôi và ông đạo trưởng, tức là đích thân vào nó bò vào coi tình hình địch như thế nào. Thì vào đó thì như là tầm khoảng tôi ước lượng khoảng cỡ 5 đến 60 tên post đang còn súng đạn đầy đủ, nhưng mà cái hỏa lực là không có, ví dụ như bên 10 bên 1 là các loại hỏa lực của địch tấn không có, mà chỉ có súng AK chủ yếu. Còn đơn vị chúng tôi á, là có đủ hỏa lực, nhưng cái đại hỏa lực của đại đội tức là khẩu một khẩu cối với một khẩu đại liên thì chúng tôi không mang, đó là cái hỏa lực của đại đội á. Còn hỏa lực của bộ binh của các trung đội á, thì gồm có bên 10 bên 1 MD tăng và M79 là chúng tôi đều mang đi hết. Thì cái cơ số đạn là chúng tôi đi 3 ngày thì mang tương đối đầy đủ. Thì trước khi bọn tôi vào đó thì trinh sát xong quay trở ra bàn bạc. Thì ông Công ông bảo là hai điện cho tiểu đoàn chi viện thêm để vây đánh. Để vây đánh. Thì anh em ngồi bàn đó thì tính ra cái gọi là cái phương cái hướng nào để cho nó tốt hơn đấy. Thì cái thằng Thắng ở trung đội trưởng trung đội 2 đã nói là hắn người nghệ tĩnh. Bảo là thế này này, nếu anh mà điện cho trung đoàn thì bây giờ cái cự ly mình đi là gần 2 ngày rồi. Mà nếu trung đoàn tiểu đoàn đến cứu trợ coi như là hỗ trợ cho mình á thì địch hắn sẽ bỏ đi mất. Hắn sẽ bỏ đi mất. Phân tích để mà hiểu thì địch đây không phải là địch hắn ở tại chỗ đó. Mà địch đó là chẳng qua những cái tàn quân hắn vào phum để hắn cướp bóc rồi để hắn những cái kiếm những cái ăn thôi. Để cho sống thôi. Thì ông đại trưởng với chúng tôi là cảm thấy hợp lý. Thấy hợp lý. Và tôi cũng nói bảo là hiện bây giờ tôi thấy là địch chính không có hỏa lực. Không có hỏa lực. Tức là cái loại hỏa lực bộ binh của nó là không có. Mà toàn bộ ta thấy toàn là hắn có AK hết. Mà hắn rất chủ quan. Hắn chủ quan với lý do là hắn chủ quan là khi hắn vào là hắn chỉ có trèo những cái dừa, trèo những cây á. Rồi hắn tìm những con gà hắn còn sót lại, những cái con gà rồi lợn còn sót lại để hắn bắt thôi. Hắn ăn thôi. Còn hoàn toàn là khi đó là hắn thuộc tàn quân rồi. Cho nên là hắn giạt, coi như là hắn túng tụng với nhau, tức là hắn tập hợp với nhau. Để hắn, một là hắn đi trên đường rút về biên giới Thái Lan. Hai là hắn tụ tập lại đó. Là mục đích hắn tụ tập, theo tôi nghĩ là hắn tụ tập lại đó với lý do là để hắn cướp bóc. Tại vì tập trung làm cái lực lượng đông để hắn cướp bóc dân là chủ yếu thôi. Và hơn nữa, thậm chí hắn đánh và hắn tập kích vào những cái khu mà chốt yếu của lính ta. Đấy, thì tôi ngồi phân tích hết xong á, thì bắt đầu quyết định đánh. Thì đến 10 giờ bắt đầu là anh em bắt đầu tổ chức đánh. 10 giờ đêm à, 10 giờ sáng chứ. Thì 8 giờ đã gặp rồi thì bắt đầu trinh sát rồi bàn luận xong rồi đúng 10 giờ sáng bắt đầu đánh. Đánh thì ba trung đội và ông đại trưởng là theo ông Công, tức là cái trung đội 2 á, là ông đại trưởng trực tiếp theo và đeo máy bộ đàm theo. Còn tôi đi mũi giữa, còn ông tôi đi mũi bên tay phải, còn ông đại hai của ông Thắng trung một của ông Thắng là nằm bên tay trái, còn ông trung hai của ông Công là nằm ở giữa. Thì chia làm mũi nhỏ chứ không chia mũi tập trung, mà cứ hai người một hoặc ba người một bí mật coi như là bò vào. Bò vào thì lợi dụng những cái cây mà coi như là ở trong cái phum là mới có cây dừa, cái thốt nốt, mới có những cây ăn quả. Như ở ngoài cái phum mới lại cây dầu. Những cây dầu rừng rất trống. Cây dầu nó mà có lúc thúp thấp dưới này. Mà trong cái phum nó là hắn vi rộng thì bọn tôi bò vào. Thì bò vào tầm khoảng đến 15 mét. Sát vô cái bờ cây rừng, bờ cái cây dừa, bờ cái thốt nốt. Đó, dọc theo cái bờ ao của cái dân nó làm ở đó. Thì bò vào thì coi như là một thằng. Hắn mò, gọi là hắn mò ra ao đó. Hắn đi đối diện chính diện vào cái mũi của tôi luôn. Cách có khoảng cỡ đến 15 mét thôi.
nhưng mà hắn ở cái bờ ao bên kia mà bọn tôi ở bờ ao bên đây. Đáng lẽ là tôi phải men theo bờ ao để thành một cái bờ thẳm đi để tôi vào đó bắt đầu là phi nổ súng, tức là ám vào đó khi nào đợi lệnh của đại đội phát mình mới được nổ súng. À, nhưng cái lượng địch chính quá đông mà hắn tán ra chứ lại không tập trung. À, hắn tán ra, hắn đi lùng sục mỗi thằng mỗi hướng. À, hắn lùng sục mỗi thằng mỗi hướng, cho nên là hắn tán hết cả một cái khu bản đó luôn. Coi như là thằng đang kéo dừa rồi, thằng coi như là đi tìm cái đồ ăn của hắn. Thì bọn tôi ba trung đội bọn tôi là phải vây bằng ôm cho bằng, gọi là tính làm sao cái gọn hết cái khu phum đó, thì phải tiêu diệt, tính là phải tiêu diệt hắn là thấp nhất cũng phải được một nửa tại chỗ. Ê, thì có bí mật thì coi như là khi tôi bò vào đó thì một thằng post hắn lại bị đối diện thẳng ra thôi, hắn không biết là mình có một mình áp sát đâu. Ê, thì mình lặng lẽ mình bí mật mình vào thì coi như đi thẳng ra cách tôi dần cách đến 10 mét tôi phải đành nổ súng. Tôi phải đành nổ súng. Thế bắt đầu là tôi chỉ chậm thì khoảng cỡ nói chung là không tích tắc thôi là phát hiện tôi luôn. Đấy, tích tắc thôi thì tôi bắt đầu tôi nổ súng, thì anh em bắt đầu đồng loạt cả ba trung đội nổ súng luôn. Thì coi như khi chúng tôi bí mật áp sát là cái cự ly là hắn gọi là cực kỳ gần này. Cực kỳ lên gần lên bắt đầu nổ súng, bắt đầu đồng loạt nổ súng thì coi như là xông lên thì cái phum đó là lính là hắn không tập trung, chú hiểu chưa? Đấy, bắt đầu hắn mới bỏ chạy. À, khi mà tôi đánh lên đó, thì hắn chết tại chỗ tầm khoảng 15 xác. À, 15 xác thì cái số bỏ chạy đó, thì hắn chạy ra khỏi phum bắt đầu đánh lại. Hắn chạy ra khỏi phum mới đánh lại thì bọn tôi ảo vào phum. Ảo phum thì bọn tôi ảo vào phum thì bắt đầu hắn chống cự lại. Hắn quay lại. Thì tôi nói rõ là khi bọn tôi đi đó, thì tầm khoảng 30 tay súng. Đơn vị tôi là khoảng 30 tay súng, nhưng lính post tầm khoảng 60 tay súng. 60 tay súng. Hắn thua chúng tôi là không có hoa lực thôi. Không hoa lực thôi. Thì bọn tôi bắt đầu là anh em bắt đầu xông lên đánh. Nhưng mà đánh thì coi như là hắn vừa đánh vừa chống cự. Và tôi lùa tầm khoảng 2 cây số. Lùa khoảng 2 cây số. Đấy, lùa 2 cây số thì trên đường lùa, trên đường vận động đánh và hắn cũng bắn trả. Tại vì hắn chạy thẳng nên không chạy được, nhưng mà hắn tổ chức hắn cũng đánh trả rồi bắt đầu chạy, cứ đánh trả hắn chạy. Vừa chạy vừa bắn, vừa chạy vừa bắn. Thì trên đường của tôi coi như là đuổi đó, thì coi như là diệt thêm được 10 thằng nữa. Diệt thêm được 10 thằng nữa. Thì bắt đầu tôi lùa vào đến chân núi. Lùa đến chân núi. Chân núi thì ở dưới chân núi hắn có một cái, gọi là hắn có một cái khe. Cái khe coi như là hắn, cái khe nhưng mà không phải là khe suối đâu. Nhưng cái khe là nước hắn chảy xói mòn xuống. Xói mòn xuống. Thì mấy bên đây là một cái bờ hầm. Thì bọn tôi lùa hình chữ V, bọn tôi đuổi coi như người thắng thuộc mà đuổi rất là nhanh. Hắn chạy coi như hắn tập trung coi như là chui hết xuống cái rãnh đó. Những cái rãnh nó dài tầm khoảng cỡ đến 50-60 mét. 50-60 mét chứ ít. Thì bắt đầu hắn quay súng lại, tức là hắn có cái điểm coi như là hắn ở gần như cái thông hào luôn. Đấy, tập trung lại bắn. Tập trung bắn mà hôm đó là chúng tôi coi như là phải đánh tầm khoảng gần 2 tiếng thì mới tiêu diệt được cái thằng mấy đấy, còn lại cái số còn lại chạy đó. Đấy là cái số cuối cùng của cái bọn post đó. Đấy, và hắn chạy khoảng, tôi đánh đúng 2 tiếng đồng hồ. Gần như hết đạn luôn. Gần như anh em hết đạn luôn, hỏa lực là gần như hết. Đấy, còn mấy thằng là có B-41 là bắn hết rồi. Còn mấy thằng là M-79 là mấy thằng được. M79 là cấp trung trưởng, A trưởng mới được đeo. Đấy, M79 đó. Đấy, thì bọn tôi lại bắn khác. Đấy, bắn viên 1 bọn ta bắn giữ lấy đạn, nhưng mà lính ấy, là có những lính hỏa lực hắn bắn hết đi. Mà đeo cái cơ số đạn là phải đến 6-7 quả. Mà bắn hết. Bắn hết hỏa lực luôn. Đấy, và AK coi như cũng gần như cạn vơi luôn. Gần như cạn vơi luôn. Thì bọn tôi đánh ập vô thì coi như là bọn tôi tiêu diệt hết. Tiêu diệt hết thì cái số mà lính ở đó, nói chung mà tôi nói các đồng chí là lính ở đó là cái lính tàn quần. Và cái lượng đạn còn cũng ít. Đánh lên, khi bọn tôi đánh lên á, thì có những khẩu súng không còn đạn. Còn có những khẩu súng còn vài ba viên. Mà đại số là không có băng phụ. Tức là những cái thằng xác chết là không thấy băng phụ, chỉ có một thằng băng đạn này. Ê, không có cái băng phụ đeo trong người mà chỉ có một băng đạn này. Có những thằng thì có lựu đạn.
thì chết, tôi bọn nó bắn chết cho nên không kịp ném. Tại vì cái lúc đó bọn tôi đang xông lên rồi, bọn đánh bất ngờ là nó chết mười mấy thằng ở ở tại vị trí đó rồi. Cho nên là hắn bị động hắn chạy. Bị động hắn chạy thì coi như là tất cả các loại vũ khí là bọn tôi thu hết mà tiêu diệt gọn luôn. À, tiêu diệt gọn hết luôn. Thì ở tỉnh Công Bu Dư Bư nói thật với các bạn là cái trận đó là cái trận bọn tôi đánh tiêu diệt nhiều nhất. À, tiêu diệt nhiều nhất. Mà sau này á, đến sau này thì từ đó trở đi là tầm khoảng cỡ 10-15 ngày là coi như là tiểu đoàn đại đội tổ chức cấp tiểu đoàn đại đội đi sâu, đi và đi cứ từ 3 đến 10 ngày liên tục đi sâu, mà không đi vô cái cự ly coi như là của mình ở trong xung quanh cái vành đai của đại đội của đơn vị đóng quân nữa, mà đi sâu hết. Và đi sâu vô thì liên tục đụng địch, liên tục đụng địch, mà đụng địch với coi như là cứ tập trung khoảng 10-15-20 thằng hết. 15-20 thằng hết. Thì trong cái ở cái tỉnh Công Mông Di Bư á, à, trong cái khu vực của tôi truy quét á, thì toàn bộ khu đó là đại đa số là rừng cây dầu. Tức là hắn lác đác ví dụ khoảng cách nhau khoảng cỡ đến 6-7 cây số có một phung một làng này. Một phung một làng thôi. Cho nên là khi chúng tôi đánh đó thì tôi cũng nhắc lại là khi đánh đó là đến sau này chúng tôi truy quét tầm khoảng 15 ngày nữa. 15 ngày nữa thì được nghỉ ngơi. Nghỉ tầm khoảng được 10 ngày. 10 ngày nữa thì chúng tôi có lệnh hành quân đi chỗ khác, tức là đi tỉnh khác. Đến mãi tháng 11. Đấy, tức là gần hết mùa mưa sang đầu mùa khô. Thì chúng tôi lại có lệnh đi nơi khác, tức là đi khỏi tỉnh Công Mông Di Bư. Và khi có lệnh đi thì cấp trên cũng thông báo đi đâu không biết. Nói thật các bạn, anh em mà cứ tưởng coi như đơn vị coi như là trở về nước để lên biên giới đánh thì sẽ trục quốc á, nói thật cho dân ạ. Là anh em cũng thích lắm, sung sướng lắm. Thì chúng tôi hành quân á, thì bắt đầu là đưa lên xe hành quân thì là đưa về Nông Pênh, đưa về Nông Pênh và nghỉ ngơi Nông Pênh một ngày, à, hai ngày hai đêm. Chúng tôi lại tiếp tục lên tàu. Tức là tôi còn nhớ khi đó chúng tôi vào Nông Pênh á, thì tôi nằm ngay cái cầu sập của Nông Pênh. Mà cái cầu sập đó thì không biết là bốt đánh hay là ta đánh tôi cũng không biết, nhưng mà ở đó hai ngày hai đêm là tiếp tục lên cái con lên cái sông lên tàu và đi theo con sông Tông Đê Sáp ra biển Hồ, tức là biển Hồ là thuộc tỉnh Công Bông Kiên Năng. Như thế chúng tôi ở Công Chi Bư á, sau chúng tôi đánh cái trận tiêu diệt 60 tên địch á, 60 tên bốt á, thì chúng tôi lại tiếp tục coi như là truy quét tiếp đợt đi và liên tục truy quét cấp đại đội và cấp tiểu đoàn. Thì truy quét sâu vô trong rừng á, truy quét sâu vào trong rừng tức là đi từ 3 đến 4 ngày, có những đợt đi đến 7-8 ngày, và vào trong đó thì liên tục đụng bốt, có những top 10-15 thằng, rồi đưa dân họ ra. Nhằm mục đích là đưa họ ra là phát gạo rồi phát lương thực thực phẩm, thậm chí chữa bệnh cho cả dân rồi. Đấy, lúc vào cái gần cái thời buổi cuối gần như cuối năm của năm 79 đó, dân bắt đầu đói tận, có hiện tượng phù nề thiếu ăn và cũng chết rải rác ở trong rừng ở tỉnh Công Chi Bư. Thì khi chúng tôi coi truy quét ở đó là khoảng cỡ 15 đến 20 ngày nữa đó, thì chúng tôi được nghỉ ngơi, nạp dọc được 4 chốt đường tầm khoảng đến 20 ngày nữa. Sau quá trình chúng tôi chốt đó thì cho cái xe của dân, xe của lính nó chạy từ cảng Công Mục Xòm về Nông Pênh, là cứ đi lại cái tuyến đường 4 đó, và chúng tôi chốt dọc đó. Thì cái thời kỳ chốt đó thì địch hắn không tập kích, nói chung hoàn toàn không có tập kích ở Công Mục Chi Bư. Sau khi chúng tôi chốt xong thì được lệnh hành quân đi các tỉnh khác, tức là tỉnh Công Bông Chi Năng. Tỉnh Bông Chi Năng thì trên đường chúng tôi hành quân á, thì chúng tôi bắt đầu là hành quân từ Công Bông Chi Bư về đến Nông Pênh, nghỉ đó 2 ngày. Ở đó là nghỉ ngay cái cầu sập của Nông Pênh. Tôi nhớ là cầu sập mà mới địch đánh hay là ta đánh sập của đó cũng không rõ nữa. Khi chúng tôi ở Nông Pênh á, thì cũng đi chơi được 2 ngày mà 2 đêm.
Thì đi chơi thì chúng tôi cũng nói chung là khi đó là mua bán là không, cũng chưa mua bán cái gì cả, mà chủ yếu là vô chợ ở gần cái cầu Sập đi chơi, đi gặp gái, đi tán gái. À, mà tán gái thì lính mình tán gái thì mấy ông có những người á, người ta biết tiếng Khmer á, thì tán xui. Thì chúng tôi cứ nói câu được câu không nữa, rồi mấy cô coi như là chỉ có ngồi buồn cười thôi thôi. Mà họ cũng không ít ít có những người họ cũng biết tiếng Việt Nam nên ít. Đi hẹo gái, giải sầu, giải vui cho hay đi thôi. Thì chúng tôi bắt đầu là tàu đến. Cái tàu đó thì nói chính xác là không phải tàu quân sự, mà tàu của dân. Mỗi một tàu là tầm khoảng cỡ 100 người đến 120 người vậy đó. Thì đi theo Tông Đê Sáp, sông Tông Đê Sáp vào Biển Hồ. Vào Biển Hồ thì chúng tôi vào Biển Hồ thì khi chúng tôi đóng bắt đầu lên bờ thì khu vực đó tôi còn nhớ như là khu vực Lăng Cô. Lăng Cô thì sau này sư đoàn chúng tôi là coi như làm kinh tế, coi như đánh cá để nuôi, để vô bu sáp vô lách là để làm cá khô á, để cho chúng tôi ăn trong đó. Thì quá trình chúng tôi ở đó lại một ngày một đêm nữa, nhưng mà đến cái Lăng Cô là bắt đầu mưa tận. Mưa tận thì bọn tôi ở một ngày một đêm, thì sang ngày hôm sau tiếp tục hành quân đi cách cái Lăng Cô đó tầm khoảng 10 cây số. Nhưng mà đi dọc theo con đường mà từ chỗ Biển Hồ đó mà đi thẳng lên Bắc Tâm Băng, mà không biết là đường 5 hay đường mấy tôi cũng không rõ. Đấy, thì bắt đầu là vào trong các cái phung hoặc là cả tiểu đoàn chốt ở đó. Đấy, cách Lăng Cô 10 cây số. Chốt đó thì bắt đầu là tiếp tục truy quét và tìm địch và tìm dân để đưa họ ra. Đưa họ ra. Thì cái thời điểm đó là cũng đang còn bắt đầu cuối mùa mưa cho nên vẫn đang còn mưa. Mà tôi truy quét vùng đó thì chủ yếu là không đụng địch, nhưng mà toàn bộ phải đưa dân ra ngoài. Đụng rất nhiều dân. Đụng rất chứ là nhiều dân. Mà cái lúc đó là cuối năm 79 rồi cho nên dân bắt đầu là đói tợn. Tức là họ ở trong rừng á thì không có cái gì ăn cả. Chuyển sang phù nề đói rất nhiều. Chết rải rác ở trong rừng rất chi là lắm. Đấy. Cũng có một bộ phận người ta về quê rồi, người ta về làng, về phum của người ta rồi. Đấy, người ta nghỉ rồi. Thì đúng là chính xác là lúc đó là chúng tôi là được hút sơ mít. Bắt đầu lúc đó là biết thuốc sơ mít với thuốc cấp tăng á. Mà thuốc đó là khi đó của Thái Lan nó mới đưa sang là mới có thôi. Tôi còn nhớ là coi như là lúc đó là bắt đầu biết được hút thuốc sơ mít đó. Thì hút thuốc sơ mít đó, chúng tôi coi như là mang gạo đổ cho dân. Nhưng mà cái dân ở đó là ở gần dọc cái đường á, dọc cái đường là người ta bán từng chòm, từng không phải là chợ, nhưng mà cái kiểu người ta ngồi đó người ta bán cái hàng tạp vụ như là mì tôm Thái Lan này, rồi thuốc sơ mít này, thuốc cấp tăng này, đấy cái thứ hình tình. Thì lính mình khoái, tại vì lính mình nó có gạo mà. Lính mình nó có gạo, coi như đem cái gạo ra đổi. Đổi những cái thứ thuốc này, rồi thuốc, rồi mì tôm, rồi ăn thử ra nó có ngon hay không. Cái thứ hai là đổi thịt bò. Chủ yếu là đổi thịt bò của dân đó. Thì đây tôi còn nhớ khi đó là thậm chí họ đem cả vàng ra. Cả vàng ra họ đổi gạo cho mình. Dân là họ, còn tất cả dân là đều chuyển sang gạo hết. Lúc đó là đổi chác là chủ yếu, chứ mua bán là cũng không có đâu. Tức là từ cái vật dụng của người ni sang người nọ, tức là đổi chác hết. Đấy, thì lúc đó bọn tôi mang gạo ra thì họ đổi là, khi đó họ đổi là bằng 20 bò gạo, tức là cái bò bằng cái lon sữa của ta, cái sữa ông Thọ. Đong xong rồi vỗ cái bốp, cái bò đó lên cái đũa họ gạt. Tức là 20 lon là một chỉ vàng. Đấy, mà trong khi đó là chúng tôi coi như là ở trên đống gạo luôn. Đấy, đang gạo cũng chở đường đó, đang đường nhựa tốt mà. Nó chở gạo tập kết nó rất nhiều. Thì bắt đầu tôi truy quét ở toàn bộ khu vực đó một tuần. Thì chúng tôi lại hôm nó đang còn truy quét thì hôm một tuần thì hôm đó là lại bắt đầu mấy cái ông du kích ấy. Thì tự nhiên coi như là nửa đêm 1 giờ sáng thì cả tiểu đoàn báo động thì 1 giờ bắt đầu tôi hành quân, bắt đầu lệnh mà báo là đi đánh địch. Thì 1 giờ sáng đi cả tiểu đoàn luôn, hành quân cả tiểu đoàn. Thì đi bọn chúng tôi coi như là đi suốt cả đêm hôm đó. Đến tầm khoảng cỡ gần coi như là hơn 3 giờ sáng thì cả tiểu đoàn dừng quân lại.
dừng quân lại và coi như là đi cái tốc độ đi thì tầm khoảng tôi ước lượng tầm khoảng gót gắt cần hơn 10 cây số, đi sâu vào các cái phung bản phía trong, gọi là phía trong, trong bên trong cái đường lớn đó, thì coi như là cả tiểu đoàn tập kết tại chỗ, bắt đầu chia ra mỗi một đại, coi như từng đại đội một chia làm 3 mũi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi cũng không hiểu gì cả, nó chỉ ra là người ta cũng không phổ biến. Đấy. Thì lên đại đội là chỉ là trung đội mày là ở vị trí này này, đấy, từng trung đội một ở vị trí đó. Đấy. Thì bắt đầu là đến tầm khoảng 4 giờ sáng post vô tập kích. 4 giờ sáng post vô tập kích, mà cái lượng post vô tập kích tầm khoảng 70-80 thằng. Ừ. Mà bắn cả toàn hỏa lực B-40 với cái loại coi như là hắn vô, coi như là tập kích vô. Họ đánh phải nói là cực kỳ mạnh luôn. 70-80 thằng lên mà. Tôi mới nói các bạn nghe đây này. Khi vô đánh á, thì trước khi mà đội tôi chưa đến đó thì là ở đó có du kích. Mà du kích đó là của cái chính quyền Hinterin đó, tức là chính quyền mới của mình dựng lên đó, là thành du kích ở đó. Đấy, thành du kích đó, cho nên họ đánh du kích. Mà du kích thiệt hại rất nhiều. Hắn đẩy lùi coi như là nhiều vô nhiều làng rồi, tức là hắn chiếm được mấy làng rồi, hắn đẩy lùi vô. Hắn cứ vô đẩy lùi vô xong bắt đầu là hắn vô cướp bóc xong xuống lại rút vô rừng, nó bắt đầu lại tiếp tục này làm sao lại đánh cái vùng khác, mà đánh liên tục như đó tục một tuần. Thì nguyên nhân là do chúng tôi bắt đầu là báo động, là vì lý do là 1 giờ sáng chúng tôi luôn bí mật để vào cái khu vực đó. Thì do du kích người ta dẫn. Do du kích người ta dẫn thì bọn tôi bắt đầu vào vị trí, như là bắt đầu hôm nay là đại đội phổ biến là ta phục kích địch. Chỉ nói thế thôi chứ còn chưa nói khung nói rộng, tại vì lúc đó người ta hắn đang còn gọi là thời gian không có hạn. Thì chúng tôi cũng vào vị trí coi như là tìm những vật che khuất cho đỡ, như gốc cây cái đâu là nằm sẵn đó. Gần 4 giờ sáng, tầm khoảng 4 giờ thì gần 4 giờ bắt đầu địch chúng tôi đánh. Tôi nói là đánh dữ dội luôn, toàn hỏa lực bắn vô không, toàn B-40 với B-41 coi như là các loại súng hỏa lực là cứ luôn bắn. Hắn bắn một đầu hắn tràn đi, tràn lên thì bắt đầu chúng tôi nổ súng, thì cả tiểu đoàn nằm phục, mà 3 đại đội cùng phục luôn. Bọn tôi bắt đầu nổ súng đánh thì tiêu diệt tại chỗ khoảng cỡ đến gần 30 thằng, nằm chết tại chỗ. Tại vì hắn chủ quan là ngày xưa đã dùng kích cho nên hắn chiếm dễ. Chủ quan hắn cứ được hắn xông lên, nhưng mà hôm nay là đụng bọn tôi. Đụng bọn tôi thì bọn tôi vận động truy nã theo, truy lùa theo. Thì lùa theo thì coi như bọn tôi lùa thằng phải với đít 4-5 cây số, coi như là sáng bạch là bọn tôi đây coi như là lên, là coi như không còn thấy bóng dáng thằng nào. Bọn tôi bắt đầu với lùi về vị trí để coi như là kiểm tra lại, rồi thu vũ khí, rồi coi như là thương binh tù binh những có còn không, nhưng mà chết hết. Còn những thằng thương nhẹ là hắn chạy máu me coi như là nhiều lắm. Thì bọn tôi bắt đầu rút về. Thì hôm đó là đúng là thức một đêm tròn luôn. Thì về coi như chúng tôi là coi như là bố trí là cứ mỗi một đại đội một cái phung nhỏ nhỏ đó, ở đó là phung người ta dày, hắn dày đặc luôn, cái phung cái làng đó nó dày đặc luôn, cái phung nữa cách phung tiền cứ kế nhau vậy. Thì đại đội ở một cái phung, thì tôi mắc võng nên tôi nằm ở cái cột nhà hắn cháy, cái cột nhà sàn, nhưng mà hắn có cái trụ bê tông này, bác nó ngủ. Thì ở ngay bên cạnh chỗ nhà một cái ông đó với một đứa con, ông cũng ở coi như ông chạy loạn, ông về đó ông căng, ông che, ông đậy rồi ông kia cha bạc đấy đi này, hắn rách ra tua rồi ông chui ông nằm. Thì tôi lại mắc võng nằm đó, mắc võng đó thì nằm đến khoảng cỡ đến 11 giờ trưa, nằm đến 1 giờ trưa. Thì coi như là ông gọi dậy, bắt đầu là ông đưa được một cái khay, tôi nói là đường kính khoảng cỡ đến 50 phân, nhưng mà hắn bằng trắng men đàng hoàng tử thế luôn. Đấy, hắn trắng men luôn, nhìn trông rất là sạch sẽ. Thì ông đưa được một cái khay bằng gan, một cái khay bằng gan. Mà trong cái trung đội tôi là chốt coi như là mắc võng quanh quanh nó là 8-9 thằng. Đấy, đó là kêu dậy cả ngồi ăn hết cái khay đó. Thì mấy thằng hắn ngồi ăn đó, thì mấy vừa mình cứ cắm đầu ăn thôi, tại vì họ tiến Campuchia mà, cho nên mình cũng không muốn nói chuyện. Xong xuôi bọn tôi ăn xong
Thì bắt đầu là ông ấy bảo, ông ấy nói tiếng Việt Nam luôn. Ông ấy tiếng Việt Nam thì chứ các chú ăn gan người có ngon không? Các chú ăn gan người có ngon không? Bắt đầu là mình tưởng là ông nó nói đùa mình đây. Nói đùa, nói cợt mình đây. Chứ xong bắt đầu là ông nó nói tiếng là coi như là tiếng Việt Nam rất chi là giỏi. Mà không biết là ông gốc Việt hay là người Campuchia tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà ông trạc tuổi tầm khoảng cỡ gần 60 tuổi. Nhưng đứa có đứa con gái 10 tuổi. Thì bắt đầu ông nói lần thứ hai thì bắt đầu anh em bắt đầu ngỡ người ra. Thằng thì bắt đầu máu họng. Thằng bắt đầu lè lưỡi, thằng thì nhổ nước bọt. Đấy, mà như tôi là tôi móc họng tầm khoảng cỡ đến 30 phút đồng hồ để cho nó ói ra. Mà không mà nó ói đâu được. Đấy. Tại vì mình ăn là mình ăn xong rồi, cái thời gian mình đã uống nước rồi cho nên móc không tồi nó được. Đấy. Cào cổ rồi móc cả họng lên, ngón tay cứ thọc vào họng cho ẻ ra không được. Nghĩa là coi như là ông coi như là ông với ngồi ông khai ông bảo là tôi á ngày xưa tôi ở Tà Keo. Nhưng mà lính tốt hắn dồn tôi lên đây ở. Mà tôi, bố mẹ tôi là bố tôi là người Khmer. Còn mẹ tôi là người Việt Nam. Đấy, ông khai thế. Ông khai thế. Cho nên là khi chúng tôi ở đó là coi như được ăn gan người là chỗ đó. Khi đó là bắt đầu bọn tôi mới phỏng vấn. Truy ông. Truy ông. Thì ông bảo là các cái đợt trước là du kích người ta đánh á. Thì bị thua nhiều lắm. Mà phải đánh tầm khoảng một tuần rồi. Địch bốt hắn vô đánh một tuần rồi. Mà anh em du kích là chết mất 6-7 người rồi. Mà thậm khi hắn chiếm được là hắn lên hắn cướp bóc của dân. Hôm nay các chú lên đó. Thì các chú coi như là phục kích lại. Thì hắn, ông bảo tôi khi tôi lên tôi thấy một đống. Một tròn khoảng đến 6-7 thằng. Thì có một thằng già tôi loại ra. Còn tôi mổ 6 bùn gan luôn. Ông bảo là tôi mổ 6 bùn gan luôn. Ông đem về ông nấu ăn. Nhưng mà tôi mới hỏi bảo ông là hiện bây giờ ông đã ăn chưa? Ông ăn mấy lần rồi? Hắn bảo gan đó là tôi ăn phải đến cỡ đến 6-7 lần này. Thì đúng là đời tôi nói thật là coi như là kể cả cái chuyện gọi là chuyện thần thoại mình cũng không chưa đến nghĩ lúc mình đang trẻ lắm mà anh em là coi như là cú tay cú. Nghĩ mà cũng buồn cười mà nghĩ tức. Nghĩ tức mà nghĩ cũng thương ông. Cũng thực sự đó. Nhưng mà dân đó, thì trong cái đó nó thật với chú là đói lắm. Đói vô địch luôn. Đói cực kỳ luôn. Thì quá trình cho tôi ở đó thì coi như là bọn tôi nằm ở đó. Ở tại chỗ đó là khi đó địch chính phủ đang mạnh lắm. Thì chúng tôi cả tiểu đoàn, cả một tiểu đội 6 lên hỗ trợ nó nằm ở khu vực đó. Tức là dân ở đó người ta ở coi như hắn từng bán một nhân sát phạt nhau hắn cũng khá đông đó. Hắn giống như thị trấn luôn. Đấy, hắn giống như thị trấn luôn. Tức là hắn một cái khu vực rộng lớn là chỉ có dân ở không thôi. Mà ruộng nương người ta rất quy mô. Ruộng nương người ta quy mô. Hắn có làng bản đàng hoàng tử tế luôn. Đấy, nhưng không có ra, không có trang, không có trại công xã, không có trại lính đâu. Chỉ có dân ở không thôi. Thì dân ở không thôi. Nhưng mà cứ người dân ở đó là họ có những người họ về được, có người người ta chưa về được. Về 7-8-9 ngày gì đó. Mà tôi bắt đầu là tiếp tục cả tiểu đoàn 6 phối hợp nữa. Phối hợp là coi như truy quét toàn bộ khu vực đó. Tôi quét rộng lớn luôn. Đấy. Quy quét phải nói là cái tỉnh công chiến năng là khi bọn tôi đó, khi bọn tôi vào đến từ cái đường đó, vào đến khu bọn tôi truy quét nằm ở đó khoảng một tuần. Thì vào sâu tầm khoảng cỡ gần 25 cây số. Thì chúng tôi ở đó là hắn có một cái vụ mà tôi kể cho các bạn nghe nữa. Có một cái vụ là coi như là tôi ăn nước thịt, nước xương, nước thịt người. Đấy, nước thịt người mà cũng ở đó luôn. Ở khu vực tôi đóng quân đó. Thì tôi nói nó đóng quân ở đó. Thì dân là sau khi mà tôi bị ăn vụ ăn người là ông hình như ông sợ đó. Ông bỏ ông đi luôn. Ông bỏ đưa lên thì dân nó bắt đầu lính chỗ nào lính đóng quân là dân người ta bắt đầu là bọn tôi ra khỏi cái vòng dân chỗ nào ra đóng quân tách dân ra. Cho nên tôi không quan hệ với dân. Thì nằm ở cái khu vực đó là hắn cũng có cái khu phun bản. Thì bên cạnh có một cái hộc dài tầm khoảng 150 mét gì đó. Mà bề ngang rộng khoảng hơn 3 mét.
Nhưng mà bể sâu nó khoảng có ngót nghét 3 mét này. Bể sâu đó, khoảng 3 mét này. Thì chúng tôi ở đó là bắt đầu hắn sang, bắt đầu hắn chuyển sang mùa khô, bắt đầu nước hắn cạn dần. Lần đầu hắn đầy tràn nhưng mà sau bắt đầu hắn cạn dần. Hắn cạn dần thì chúng tôi ở đó coi như vừa đi quét địch rồi vừa ấy, thì coi như chúng tôi ở đó. Ở đó bắt đầu là tiểu đoàn ra lệnh là không được lội xuống đó. Hắn đục nước, cả tiểu đoàn ăn cái hộc đó, hộc nước đó. Mà hộc nước nó lần đầu nhìn thấy trong xanh. Thấy trong xanh. Thì chúng tôi cả tiểu đoàn ăn luôn. Vừa uống nước rồi vừa tắm rồi đủ hết, coi như là tất cả một cái hộc đó, một cái hộc nước đó. Thì thỉnh thoảng lại có phía dân mà thỉnh thoảng hắn cứ thiên đi đều đều đảo 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 cái gì phía trên nữa. Dân cứ thử nó mò hắn mang cuốc mang xẻng đảo gì phía trên. Như sau là điều tra là hắn đi tìm vàng, tìm vàng của những cái người đó, những người mà coi như được chôn chôn cất, nhưng mà cũng không nói, không nói, mà mình cũng không biết tiếng Việt cho nên mình nói không tiếng Căm cho nên mình không không biết được cái tung tích. Mà tôi ở đó một tuần. Một tuần thì coi như là thấy hắn cạn dần đi. Thấy lươn với cá hắn trồi lên. Lươn với cá trồi lên. Thì coi như mấy thằng lính ấy, thấy cái này nhảy xuống. Nhảy xuống bắt. Nhảy xuống bắt thì coi như là nhảy một lần đầu thì thấy nước thấy cứ màng 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 đi này, là nước hắn còn trong khoảng đến 7-80 phân đó. 7-80 phân thì nhảy phát coi như lút đến ngang lách. Coi nước cứ nghe xào 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 coi như là bắt đầu hắn toạt ngược lên. Toàn được lên, hắn ngồi dưới nó không biết là xương người hay là xương chi mà coi như hay cây cối gì mà coi như là hắn lổm ngổm như đó vậy ạ. Hắn lổm ngổm như đó thì bắt đầu là bọn tôi lấy ghe lấy cây á, lấy cây bắt đầu với thọc vấy vách ngược lên, bốc lên mồ vách đến mồ thì coi như hắn lòi xương sườn xương sống với lòi xoa người đó. Ôm mèo tôi nói là một hốc dài đi, một hốc dài đi là coi như là nó bắt đầu là lại tiếp tục coi như anh em lại ướt truyền. Và ở đó thêm 2 ngày mà tự nói đi nhá, không dám tắm cũng không dám ăn cái hộp đó nữa, mà không dám lại gần luôn đó. Không dám lại gần cái hộp đó nữa, cái dãy hộp đó. Đấy. Tức là bố nó trôn tập thể, trôn người tập thể. Đấy. Mà tôi tước lượng là khi hắn trôn nó là đầy, nhưng khi bắt đầu hắn xẹp xuống, hắn xuống nửa hộp. Đấy. Cho nên là hắn cái thịt coi như là hắn phân hủy thì là hắn xẹp xuống, hắn tụ nước lại đó, hắn tụ nước lại đó thì là anh em cứ là chém, chém, coi như là nó là chém no. Đến sau này mình anh em mình lính mình á, cứ ngồi vào nước thịt người cũng được ăn rồi đó, gan người cũng được ăn rồi đó. Đến sau mà mãi mà tôi sang lấy lách ra ngồi nói chuyện lại, mà nói chuyện lại mà chưa thấy thằng mồ chết cả. Chưa thấy thằng mua chết cả, mà chưa thấy thằng mua bị bệnh gì cả. Đó là sự thật luôn, tôi nói thật luôn là cái sự thật luôn. Mà đời lính tôi coi như là nói thẳng là tôi đi 5 năm 7 tháng nhưng mà tôi thấy tởm nhất là cái thời đó, mấy ngày đó mà kinh khủng luôn. Thật mà nói là khi đó chúng tôi đi ban đêm, đi lên thì lên đến khoảng 10 cây số thì bắt đầu là tiếp tục bọn tôi trẻ thăm bề tay tái. Để ra tái từ cái mặt đường đó vào đến phía trong đó là 10 cây số nữa. Và cái khu vực từ 10 cây số bọn tôi lại vào khoảng 25 cây số thì đụng cái vườn cam hôm nay tôi kể. Đấy, vườn cam và cái khu cánh rừng chết đó, tầm khoảng 25 cây số nằm sâu trong rừng. Còn tôi chỉ nhớ là tỉnh công bố chức năng. Còn huyện với xã là nói thật là nói là tôi không nhớ. Thì về bản thân khi đó tôi là lính cho nên cũng không tìm hiểu sâu được lắm. Không để ý, nói chung là không để ý đến chỉ có việc chiến đấu thật là chiến đấu thôi. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục câu chuyện cuộc chiến của tôi ở công bông chi năng nữa. Thì sau cái vụ mà chúng tôi ăn cái nước xương người á, nước thịt người á, thì tiếp tục chúng tôi là truy quét tiếp. Truy quét tiếp thì hôm đó là chúng tôi còn nhớ là đụng một tốp dân tầm khoảng cỡ 50-60 người gì đó. Như trong đó có cả trẻ già, trẻ em và phụ nữ rồi ông già nữa. Đi sâu vào rừng thì chúng tôi đụng được và đưa ra cái sức khỏe của người ta coi như là phù nề, thiếu ăn. Tại vì quá trình người ta vô rừng quá sâu, quá dài, thời gian nó ra quá dài đi. Tức là mình chiến tranh từ năm đầu năm 79, sang đến lúc đó là gần cuối năm 79 rồi. Cho nên dân ở trong đó nó thiếu chất quá nhiều. Đại số là bị phù nề, đại số phù nề và có một số chết rải rác trong rừng này.
Thì chúng tôi ra đưa đem về giao cho tiểu đoàn, thì hôm đó có đại đội rồi tiểu đoàn tập trung ở đó, thì tôi được chứng kiến một cái vụ phát gạo cho dân và đơn vị coi như là cắt khẩu phần ăn cho họ, cắt khẩu phần ăn của anh em mình á, rồi để chia sẻ cho người dân. Thì nói thật ra mà nói là cái tâm tư của tôi á, tôi suy nghĩ là tôi nghĩ mà tôi thương mẹ tôi rồi thương anh em, rồi thương những bà mẹ Việt Nam mình ở bên Việt Nam mình. Đấy, nghĩ mà tủi thân mà chảy nước mắt luôn đó. Lúc nào cũng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến các em, nghĩ đến gia đình mình. Khi chúng tôi phát gạo cho dân á, thì tôi cũng ngồi tôi ngậm ngùi và tôi tủi thân, đấy chính xác là tủi thân. Nghĩ đến gia đình mình thiếu thốn. Mà sang đây á, là những người dân Campuchia á, thì nói chính xác là họ cũng như anh em nhà mình thôi, cũng như người thân nhà mình thôi. Nhưng mà thực tế là mà nói là nghĩ nhiều về gia đình nhà mình. Lúc đó gia đình nhà mình đang còn cực kỳ khó khăn, đói khổ, nói chung là đói khổ luôn. Phải ăn sắn gạch nai, rồi phải ăn bọc mạch, rồi là thiếu. Còn ăn buổi sáng, thậm chí thiếu cả buổi chiều. Nhưng mà chúng tôi ở bên đó là phải chia sẻ cái khẩu phần của mình cho dân Campuchia. Đó là cái điều thực tế. Thì chia sẻ xong cho dân thì bắt đầu là tiếp tục đưa dân ra ngoài. Tiếp tục đưa dân ra ngoài. Và coi như là thậm chí coi như là trong khi đó là những người nào người ta ốm đau bệnh tật đó là phủ hết người đi. Cho nên là lại các bác sĩ, các y tá đã đội thôi, tiểu đoàn thôi. Người ta tiêm thuốc trợ lực cho dân. Thì cái đợt đó là chúng tôi lại tiếp tục coi như là lại hành quân tiếp, đi sâu thêm một con đường vô cái con đường mòn. Một con đường đó thì hắn tương đối rộng, hắn nằm sâu trong rừng á. Nằm sâu trong rừng thì có cả coi như là cái đường đó là xe tăng cũng chạy, ô tô cũng chạy được, nhưng mà là đường đất. Đi sâu vào thì chúng tôi đi khoảng 10 cây số. 10 cây số thì bắt đầu đụng địch. Bắt đầu đụng địch thì chúng tôi bắt đầu là tiếp tục dàn hàng ngang đánh tiếp. Đánh tiếp thì hôm đó từng mũi một chúng tôi đánh vào. Đánh vào thì lúc đó dần địch chính là hắn chống cự, hắn dùng đại liên bắn trả. Có cả đại liên hắn bắn trả. Thì chúng tôi là bắt đầu đại liên thì hắn để trên một con đê. Mà đê đó là cũng tương đối lớn đó, tại vì đê đó là đê thủy lợi. Đánh vô cái khu đập đó, đập nước á, đập thủy lợi đồng hoàng. Thì hắn dùng đại liên, hắn có đại liên, không có cối, nhưng mà dùng đại liên bắt đầu để trên cái đê ấy, hắn bắn trả. Bắn trả thì chúng tôi bắt đầu là cả tiểu đoàn luôn, cả tiểu đoàn bố trí coi như là vây áp sát đánh. Nhưng mà phía trước là nước, còn ở hai bên là đê, thì bọn tôi coi như là đi thẳng lên thì coi như là đánh lại thì cái tiểu đoàn là bắt đầu lại bố trí lại. Bố trí lại là phải có một hai mũi áp sát, tức là thọc sâu vào coi như là bọc phía sau để đánh. Bọc phía sau đánh thì hôm đó chúng tôi tiêu diệt được khoảng cỡ đến 5-6 thằng. Còn lại sót lại tầm khoảng đến phải đến vài chục thằng bắt đầu hắn bỏ chạy. Chạy thì chúng tôi tiểu đoàn bắt đầu tập trung ở đó, tức là làm cái bờ đê đó để coi như là để đóng quân ở đó. Đóng quân ở đó bắt đầu là truy quét tiếp. Truy quét tiếp thì truy vào tầm khoảng 2 cây số lại đụng cái vườn cô. Địch tiếp tục đánh. Hắn đánh trả. Tức là ngoài mép vườn ngô là đánh trả quyết liệt luôn, trong đó có cả cối hỏa lực luôn. Đấy, có cả đại liên luôn. Đấy, ra cái hắn ra thẳng mặt đường rồi chặn bọn tôi lại. Tại vì khi đó bọn tôi đi vào là sát với cái vườn ngô rồi. Cách vườn ngô chừng khoảng đến 300-400 mét thôi. Và trong cái vườn ngô đó thì coi như là bắt đầu chúng tôi đánh. Hôm chúng tôi đánh á thì đánh tầm khoảng đến 1 giờ chiều không lên được. Cả tiểu đoàn điện cho cái tiểu đoàn 6 á. Điện tiểu đoàn 6 đang truy quét ở hướng cánh bên tay phải thế này. Để xuống coi như là hỗ trợ chúng tôi. Thì hôm đó tiểu đoàn 6 quay xuống là buổi tối, đến chiều tối mất. Chúng tôi phải đành dừng quân lại. Dừng quân lại và cùng với tiểu đoàn 6 nữa sang ngày mai bắt đầu đánh tiếp vô cái vườn ngô đó.
Thì vô cái vườn ngô đó thì coi như là chúng tôi coi như là tiểu đoàn 6 nằm đánh với tay phải, còn tôi là bên tôi đánh ở hướng tay trái, à, hướng thẳng chính diện theo theo con đường vào. Theo đường vào thì ngày hôm đó là chúng tôi đánh tầm một khoảng từ sáng cho đến khoảng cỡ đến 10 giờ trưa thì vào được vườn ngô. Khi vào được vườn ngô thì dọc đường là tôi tiêu diệt khá nhiều, tiêu diệt rất nhiều, nhiều lính tốt, tầm khoảng đến vài ba chục đứa. Thì vì hai tiểu đoàn mà chúng tôi vây lại chúng tôi đánh, lính tốt không chạy được, mà rừng thôi, nhưng mà tôi vây kín lại cái vườn ngô. Vườn ngô diện tích không có nhiều, một khoảng 2 hecta thôi, mà đang thời kỳ bắt đầu thu hoạch. Tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 4 chúng tôi là coi như vào được vườn ngô đó, coi như ở đó 2 ngày. Đợt đó là coi như là ăn ngô tươi luôn đấy. Được ăn ngô tươi ăn 2 ngày 2 đêm. Rồi tôi còn nhớ có một cái rất chi là cái cuộc đời của tôi là kỷ niệm luôn. Là coi như ở vườn ngô là anh em coi như là cứ bắt đầu bẻ ngô là luộc ăn. Mà tôi tính coi như là anh em ăn nhá, hắn luộc ăn coi như là hết nồi đi đến nồi khác, tức là cái nồi của trung đội 1 á. Cái nồi của trung đội 1 á. Mà coi như cứ luộc hết nồi đi đến nồi khác, coi như là anh nào anh ấy coi như là ăn gần như cả ngày luôn. Hắn thèm. Thế nhưng cái kiểu thiếu chất, cái chất tươi là này đúng là ngô là cũng chất tươi, nhưng mà mình ăn đúng là ăn cảm thấy ngon lắm. Tôi ăn một cái tôi phình nha, phình cho tôi nằm tôi nghỉ tiếp tôi lại ăn tiếp. Tính mình coi như ăn thèm khát cả đó đấy, ngô tươi đấy. Nên là tôi đã ở đó được 2 ngày 2 đêm mà bắt đầu vườn ngô ăn vơi luôn. Cái vườn ngô coi như ăn vơi luôn, ăn vơi đến coi như là còn lác đác những cái bắp nhỏ đó, coi như là anh em cứ bắt đầu vào là coi như thấy bắp to là bẻ trước để luộc ăn. Thì chúng tôi cứ dọc theo những cái tiền của cái bờ sông, à cái bờ suối ấy. Tại vì ở trên là rừng dầu nhưng mà cái bờ suối nó là rừng rậm. Đấy, những cái cây lổ ô, những cái cây mây, cái sông nó rậm lắm. Đấy, chúng tôi cứ luồn theo cái bờ suối, bờ xác định là dân hắn sẽ dọc ở dọc bờ suối chứ không bao giờ hắn ở trên rừng. Tại vì bờ suối hắn có nước. Đấy, thì bọn tôi truy lùng theo, đụng liên tục dân. Tôi nhớ đụng một cái tốt dân mà coi như là phù nề mất một nửa, tức là người ta đi không được đó. Mình đã đánh vô coi như mà họ cứ ngồi im tại chỗ, ngồi tụng tụng bây giờ là ôm đầu ngồi im nữa. Đánh thì bắt đầu là chúng tôi lại tiếp tục lại đưa dân ra, tổ chức đưa dân ra. Thì tôi cứ truy lùng theo cái dòng suối đó, dài từ khoảng đến khoảng 60 cây số, cứ theo dòng suối để mà đưa coi như để cứu lấy dân. Nó thật vì dân ở đó người ta rất nhiều, khá đông đúc. Đấy, mà có cả bà già trẻ em và phụ nữ nữa, cho nên là phải tiểu đoàn với trên trung đoàn ra quyết định là coi như là phải đi theo bờ suối để đưa dân toàn bộ ra. Chúng tôi liên tục đụng dân, cứ đi khoảng cây hai cây lại một tốt, cây hai cây là một tốt dân. Đấy, thì đi khoảng 7-8 cây số lại tiếp tục lên, coi như là anh em mình, bọn tôi đang dừng quân thì có mấy thằng á là nói chung là nó đi tạt lên cái rừng cái dầu á. Có một mũi đi tạt lên rừng cái dầu cách bờ suối chừng khoảng 2 cây số, nó phát hiện được một cánh rừng, mà cánh rừng đó là chúng tôi gọi là cánh rừng chết. Cái diện tích của nó không, diện tích của cánh rừng nó coi như là chúng tôi đi coi như gần không thấy hết, không biết mấy mà nói nữa. Coi như là chỉ có thấy người chết thôi, hắn nằm coi như gần như dày đặc luôn, hắn chết từ năm đi sang nọ, tháng đi tháng nọ. Chúng tôi tưởng tượng là bốt hắn sẽ duy dân lại đó, hắn dồn lại đó để đó, mà người ta thiếu thức ăn, người ta đói, người ta chủ yếu là chết đói. Đấy, có những cái đang phân hủy, có cái chết lòi xương rồi, trắng tinh rồi. Đấy, mà hắn cứ chồng chất lên nhau đó. Hắn chồng chất lên nhau. Thì coi như là tiểu đoàn ra lệnh cho đại đội tôi là coi như là đi lên cái cánh rừng đó, đi lên cánh rừng đó xem cái nhìn thế nào, chia làm nhiều mũi tán đó, chia làm nhiều mũi bắt đầu đi hàng ngang sang coi là cái lượng người chết như thế nào. Thì nói thật mà nói là hôm đó bọn tôi đi tầm 2 tiếng hồ chỉ có thấy xác chết không. Coi như là mình không tưởng tượng nổi. Mà vô cánh rừng đó các bạn có biết không, là vô cánh rừng đó là chỉ có ruồi không, chỉ có ruồi không. Ruồi đến mức độ coi như là hắn đang si hiến như ông vừa tổ. Hắn như ông vừa tổ luôn, hắn đang si hết, chủ mô cũng thấy ruồi. Mà chỉ cần với ngồi mà nói với nhau đó, mình vừa đi vừa nói với nhau vừa bịt mồm lại, bịt mồm lại. Đấy, lúc đó bọn tôi không có khẩu trang đâu. Đấy, dùng tay để bịt mồm lại để mà truyền đạt cho nhau thôi. Mà chỉ cần sơ suất một tí là ruồi lọt mồm rồi,
thậm chí chui cả mũi cả mang tai rồi hắn cứ bò khắp cả người, hắn biết ướt bám cái con tôi mèo coi như là hắn đã xì hết cả một cánh rừng đó. Ừ. Thì chúng tôi đi mãi mà không thấy hết, thì ra là không thấy hết. Ừ. Chỗ nào không thấy người chết, chỗ nào không thấy người chết không. Ừ. Gọi là cánh, chúng tôi gọi là cánh rừng chết. Ừ. Thì đi sâu vô tầm khoảng tầm khoảng gần một cây số là đụng cái phum, đụng một cái phum bên cạnh, tức là đi sâu vô qua coi như đi sâu vô hướng đừng cái mạn đường bờ suối ấy. Thì chúng tôi bắt đầu lại tạt sang bên đó coi như đụng cái phum, tức là đứng bên đây nhìn thấy cái phum nó nằm bên hướng cánh trái này, thì anh em tổ chức bắt đầu lại đánh với cái phum đó. Ừ. Để tiếp cận với cái phum đó coi có dân nó ở trong đó. Vào đó tầm khoảng đến 300 hộ, 300 người dân, 300 người luôn. Đấy. Mà coi như là cả xác chết rồi, rồi cả tất cả người chết rồi người sống đang ở lộn xì ngầu với nhau trong cái phum đó. Coi như là người ta chết nằm bên cạnh, người sống đang ở bên bê, mỗi người coi như hắn cứ chồng chất với nhau, hắn nhiều cú kể luôn. Đấy. Thì anh em chúng tôi là tiếp tục coi như là lại bố trí lực lượng để đưa dân ra. Hắn có cái khổ đi này, khi chúng tôi vào khoảng 10 cây số rồi đó, thì ra đến trung tâm trung đoàn nằm bên ngoài cách 10 cây số. Thì lúc đó tiểu đoàn chúng tôi á là cái về lương thực, về thuốc men á là chỉ đủ cho lính mình thôi, tức là dự phòng cho mình lính mình thôi. Cho nên là đưa cái tốt đó là tầm khoảng mấy trăm người luôn. Thì có những người như là mình phải khiêng. Phải khiêng. Tại vì lý do là anh em người ta thấy không muốn đi, cho nên họ cứ ngồi xuống, họ ôm lấy những người cái xác đang ngất ngoài ấy. Cái khác mà người ta đói ăn quá. Thì chúng tôi coi như là có cái gì, có như là lương khô hoặc là có nước rồi cho họ uống. Rồi là lương khô, những cái mà ăn được liền ấy, chúng tôi cho ăn. Còn cơm gạo là hắn ở nằm ở phía dưới bếp, tiểu đoàn đại đội đang nằm ở mấy cái sâu phía dưới. Cho nên cứ tôi cho coi như là họ ăn lúc khoảng tiếng hai tiếng thấy họ tỉnh lại luôn, họ tỉnh táo lại, họ nói được. Đấy. Thì có những người coi như là bắt đầu tổ chức đưa dân ra ngoài. Đưa dân ra ngoài thì có những trường hợp là phải khiêng này, rồi bắt đầu dựa cho người ta ra. Mà cái đó nó nói thật mà nói là có khoảng 10 cây số thôi, đi gần một ngày ròng mới đưa dân được hết ra ngoài đến gần trung đoàn. Ừ. Gần trung đoàn thì trung đoàn là tiếp tục là phải chia sẻ gạo cho người ta, rồi tiêm thuốc trị bệnh cho. Đấy. Thì sau này đó, là tiếp tục coi như là chúng tôi ở cái khu vực cánh rừng chết đó. Cánh rừng chết đó thì nghỉ đó một đêm. Nghỉ đó một đêm thì bắt đầu là chuyển sang hướng tay phải cùng với tiểu đoàn 6. Đi quét hướng tay phải. Thì sang bên hướng từ giờ tiểu đoàn 6 á, thì coi như là cái bờ cái con đê hồi nãy tôi nói, cái đập thủy lợi nãy tôi nói á, là cung cấp cho toàn bộ cái khu vực mà ở bên hướng mà tôi chuẩn bị sang tiểu đoàn 6. Là cái khu đó là một khu trang trại lớn, khu công xã rất lớn. Đấy, mà người Hán trồng toàn thấy cam không. Ừ, trồng cam không thôi. Một cái công xã lớn đấy, lớn lắm. Ừ. Thì chúng tôi ở đó là bắt đầu là ở đó cùng truy quét với ấy. Nhưng mà đến cái khu vực đó là không thấy dân chết. Không có dân, mà chỉ có lính thôi. Ừ, chỉ có lính thôi. Bên tay trái là dân chết này, dân coi như là người ta di rời, người ta ra bên đây. Còn cái khu công xã khu đó là coi như không có dân, chỉ có lính đó. Nhưng mà lính á là coi như hắn tập trung lại từng tốp một, 15-20 thằng đánh trả thôi. Mà bọn tôi đánh lên á là hắn sẽ rút chạy, tức là cái tiểu đoàn 6 với tiểu đoàn 4 chúng tôi truy quét ở đó tầm khoảng cỡ một tuần thì với hết cả toàn bộ khu vực cái vườn cam đó.